Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2020, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Phương án giảm quân Mỹ ở Hàn Quốc đã được trình lên tòa Bạch ốc. Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên tòa Bạch ốc phương án giảm bớt quân khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước bất đồng về việc chi trả cho lực lượng Mỹ. Các quan chức Mỹ tiết lộ, phương án rút bớt quân Mỹ khỏi Hàn Quốc đã được trình lên tòa Bạch ốc hồi tháng 3 theo yêu cầu của giới lãnh đạo. Tuy vậy, tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc bất đồng trong việc ký thỏa thuận để xác định mức đóng góp của Seoul trong chi phí cho số lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận gần nhất, đã hết hiệu lực từ tháng 12 năm 2019, Hàn Quốc đồng ý trả 870 triệu Mỹ Kim cho năm 2019, trong khi đó Tổng thống Trump được cho là đã yêu cầu 5 tỷ Mỹ Kim cho năm 2020 và nói rằng Hàn Quốc nên đóng góp nhiều hơn cho an ninh của nước này. Phía Hàn Quốc sau đó đề nghị tăng 13% so với năm 2019, nhưng bị Tổng thống Trump từ chối. Theo Doanh Háp, Mỹ đang yêu cầu số tiền 1,3 tỷ Mỹ Kim. Lực lượng Mỹ đồng trú tại Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh trước các mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải là hiệp định hòa bình. Nhiều người lo ngại rằng Mỹ có thể sử dụng kế hoạch rút quân như một quân bài mặt cả trong các cuộc đàm phán với Hàn Quốc. Mặc dù giới chức quốc phòng của hai nước đồng minh đều phủ nhận kế hoạch rút quân trong tương lai. Tổng thống Trump đã phê chuẩn kế hoạch rút 9.500 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh quan trọng của Mỹ tại NATO. Con số này chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 34.000 binh sĩ Mỹ tại Đức, quốc gia có nhiều binh sĩ Mỹ đồn trú nhất tại châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với báo Bills ở Đức hồi tháng 6, cựu đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell cho biết, Tổng thống Trump muốn phát đi thông điệp rằng người Mỹ đã mệt mỏi với việc chi trả quá nhiều cho việc phòng vệ của các nước khác. Và đây cũng là quan điểm chính trị mà Tổng thống Trump đưa ra từ lâu. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. 150.000 lính Nga tập trận đột xuất theo lệnh Tổng thống Putin Cuộc tập trận với sự tham gia của 150.000 quân nhân Nga đã được triển khai đột xuất theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua, 17 tháng 7 thông báo, Tổng thống Vladimir Putin đã lệnh tiến hành cuộc tập trận với sự tham gia của gần 150.000 quân nhân, cùng hàng trăm máy bay và tàu hải quân để đảm bảo an ninh tại khu vực Tây Nam nước Nga. Theo quyết định của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, các binh sĩ thuộc quân khu phía Nam và phía Tây đã tiến hành cuộc tập trận đột xuất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong thông báo phát đi hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tham gia tập trận gồm các binh chủng không quân và hải quân đánh bộ thuộc hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của hơn 400 máy bay và hơn 100 tàu diễn ra tại Biển Đen, Biển Caspi và một số khu vực khác. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội Nga nhằm đảm bảo an ninh ở phía Tây Nam, nơi mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng vẫn còn, đồng thời chuẩn bị cho cuộc tập trận Caucasus năm 2020. Nga thường tổ chức các cuộc tập trận đột xuất để kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội. Moscow cũng nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO tiếp cận gần lãnh thổ Nga với tần suất ngày càng tăng trong những năm gần đây. Hồi tháng trước, Nga đã điều các máy bay chiến đấu để chặn hai máy bay ném bom B52 của Mỹ bay qua bờ biển Viễn Đông của Nga. Thưa quý vị, Trung Quốc nói các chính trị gia Mỹ đang mất trí và phát điên. Bộ ngoại giao Trung Quốc nói các quan chức Mỹ mất trí và phát điên khi liên tục chỉ trích Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang. Bắc Kinh cũng công kích thông tin Washington đang cân nhắc cấm toàn bộ đảng viên Trung Quốc. Người phát ngôn Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh không có ý định thách thức hay thay thế Mỹ và hy vọng Washington có thể sớm quay lại chính sách hợp lý đối với Trung Quốc. Một con chim sẻ không thể hiểu được tham vọng của con thiên Nga. Đây là đánh giá sai lầm nghiêm trọng và hiểu sai về mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh nói. Đây là tuyên bố đáp trả hàng loạt chỉ trích trong Quốc hội Mỹ đối với Trung Quốc diễn ra vài ngày qua sau khi Washington cấm thị thực và phong tỏa tài sản của một số quan chức Trung Quốc. Mới nhất, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cáo buộc Bắc Kinh thực hiện chiến tranh kinh tế chấp nhoán nhằm thay thế Washington thành cường quốc thế giới cũng như truyền bá tư tưởng chính trị khắp toàn cầu. Ông Barr cũng kêu gọi thế giới áp dụng cách tiếp cận toàn xã hội để chống lại sự thống trị của Trung Quốc. Trong khi đó, nó về tiết lộ mới đây rằng Tổng thống Donald Trump có thể sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cấm tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của những người này nhập cảnh vào Mỹ bà Hoa Xuân Ánh nói rằng thông tin này thật nực cười. Trước đó, dẫn các nguồn thọ tin về vấn đề này, hãng tin Reuters cho rằng ý định cấm nói trên vẫn đang ở giai đoạn đầu thỏa thuận và chi tiết thực hiện ra sao vẫn chưa được trình đến ông Trump. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ là một sắc lệnh hành pháp nằm hoàn toàn trong quyền lực của ông Trump. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc không xác nhận cũng không phủ nhận các thông tin và cho biết mọi biện pháp liên quan tới Trung Quốc đều đang được tính tới thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối cùng rộ tin quan chức đài loan bị buộc rời khỏi hồng kông vì không ký tuyên bố một trung quốc đại diện cấp cao đài loan ở hồng kông đã rời khỏi đặc khu hành chính này sau khi ông được cho là đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ chính sách một trung quốc để đổi lại sự gia hạn thị thực làm việc hôm qua đài loan cho biết đại diện cấp cao của vùng lãnh thổ này đã rời khỏi hồng kông vì những rào cản chính trị không cần thiết truyền thông địa phương tường thuật người này đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh, theo hãng tin AFP. Cụ thể, Hội đồng các sự vụ đại lục của Đài Loan, viết tắt MAC, cho biết ông Cao Minh Thôn, quyền giám đốc văn phòng kinh tế và văn hóa Đại Bắc tại Hồng Kông, đã bị buộc phải quay về Đài Loan. Ông Khu Thủy Chính, phó lãnh đạo MAC, đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết liệu các rào cản này là gì. Tuy nhiên, trang tin Media của Đài Loan cho biết Ông Cao đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ chính sách một Trung Quốc khi ông gia hạn thị thực làm việc. Một nguồn thạo tin ở Đài Bắc nói với hãng tin AFP rằng tuyên bố trên là do nhà chức trách Hồng Kông trình ra và ông Cao đã từ chối ký. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Đài Loan cho biết các quan chức Đài Loan ở Hồng Kông đã được bảo rằng nếu họ không ký một tài liệu ủng hộ lập trường của Bắc Kinh theo chính sách một Trung Quốc, thị thực của họ sẽ không được gia hạn. Quan chức này cho biết động thái như vậy là chưa từng có trước đây và đặt ra rào cản chính trị không cần thiết cho mối liên hệ giữa Đài Bắc và Hồng Kông. Đó hoàn toàn là một vấn đề do họ tạo ra, quan chức giấu tên cho biết. Hiện cơ quan di trú Hồng Kông và Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Từ năm 2016, Bắc Kinh đã tăng cường áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Đài Loan. Bắc Kinh cũng từng đề xuất áp dụng một mô hình một quốc gia hai chế độ với Đài Loan nhưng đã bị lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kiên quyết bác bỏ. Hồi đầu tháng 7, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó nếu luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa áp dụng ở Hồng Kông gây tổn hại cho đảo Đài Loan. Cơ quan MAC lúc đó cảnh báo chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông không vi phạm các quyền của những nhóm và tổ chức Đài Loan đang hoạt động tại Hồng Kông. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.